Chào các bạn, sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khai báo số dư đầu kỳ của công nợ theo đối tượng trên phần mềm kế toán Smart Pro 5.0. Để khai báo số dư đầu kỳ của công nợ theo đối tượng trên phần mềm kế toán Smart Pro 5.0, đầu tiên chúng ta sẽ vào mục 1 nhập phát sinh, mục 2 khai báo thông tin và mục 1 cài đặt thông số. Ở đây chúng ta sẽ kiểm tra tại ID số 19. Để kiểm tra thử chúng ta đã khai báo đầy đủ tài khoản ở trong đây chưa. Tức là ví dụ như chúng ta có tài khoản chi tiết, ví dụ 1311, 1312 thì chúng ta đều phải khai chi tiết trong đây. Và chúng ta sẽ khai giống như những tài khoản này, tức là ở giữa hai dấu nháy và sau dấu phẩy. Đó, các bạn nhìn đây và khai mẫu vô. Thì các bạn coi mình đã khai đầy đủ chưa để mình khai vào rồi mình phải bắt đầu mình khai số dư đầu kỳ. Sau khi khai vào thì bắt đầu mình sẽ vào một hệ thống danh mục. Mình vào mục 3 công nợ và vào mục công nợ theo đối tượng để mình khai số dư đầu kỳ. Ở đây để khai số dư đầu kỳ thì chúng ta có thể ấn vào dấu cộng Ctrl N ở đây hoặc là dùng phím ấn Ctrl N. Đầu tiên ở ô tài khoản chúng ta sẽ chọn cái tài khoản mà chúng ta muốn khai công nợ, ví dụ như là 131. Chúng ta Enter. Mã đối tượng thì chúng ta sẽ chọn. Trường hợp mã đối tượng chưa có thì chúng ta sẽ ấn vào nút thêm đối tượng. Phần mềm sẽ cho phép chúng ta thêm đối tượng trực tiếp ở đây luôn. Thì từ phiên bản 5 chấm trở lên thì khi mà gõ mã số thuế vào thì phần mềm nó sẽ link ra cho các bạn tên và địa chỉ của công ty. Ví dụ 0304. Đó. Thì khi mình gõ thì nó sẽ tự động lên công ty và mình sửa lại mã đối tượng và mình thêm vào là xong. Còn ví dụ như trường hợp mà có rồi thì chúng ta chỉ cần chọn ở đây. Dư nợ hoặc dư có thì chúng ta đánh vào. Giả sử như chúng ta có công nợ của nước ngoài theo dõi theo cả tiền đô lẫn tiền Việt thì chúng ta khai thêm công nợ tiền đô ở đây. Còn nếu như chúng ta không có, chúng ta có thể ẩn đi để cho nó nhìn bớt rối. Chúng ta enter cho đến khi nào mà cái dòng nó xuống dưới đây ha, thì là chúng ta đã xong một đối tượng và chúng ta tiếp tục chọn tiếp đối tượng thứ hai để chúng ta khai vào. Sau khi khai xong 131 thì chúng ta tiếp tục chọn đến tài khoản 331 hoặc là 141, chúng ta khai tiếp theo vào cho hết toàn bộ. Giả sử như đây mình chọn 331, mình thêm đối tượng, ví dụ công ty ABCD, cái này 01, mình thêm vào, ấn làm mới, và mình chọn, đây ví dụ như có 2,5, đó mình enter cho nó xuống dưới đây, xong hết rồi thì mình sẽ ấn nút lưu, ok, và mình thoát ra, và mình tắt cái bảng này đi, và bật lại thì nó sẽ hiện đây, thì khi mà ví dụ như một đối tượng nào mà mình muốn sửa thì mình sẽ vô trực tiếp cái bảng này và mình F10 mình sửa lại. Giả sử như đây nó bị sai về số dư thì chúng ta có thể sửa số dư lại. Ví dụ như số dư của nó là 3,5 triệu. Chúng ta có thể sửa số dư lại. Đó, chúng ta chỉ cần F10 chúng ta sửa lại vậy thôi. Nói như vậy là xong. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách khai báo số dư đầu kỳ của công nợ theo đối tượng trên phần mềm kế toán Smart Pro 5.0. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.